40-50 mét xong phát nhìn 100 mét phát khác ngay, rộng cả rộng rộng cái khủng. Đây là dưới tầng 1, rất là rộng luôn, có sân để xe. Rộng nha, rất rộng luôn, có một nhà vệ sinh. Qua xe chưa? Qua rồi. Các cháu đi làm nhà nghỉ à? Không, làm homestay. Người quản lý. Đấy, bên này nó thế đấy. Bên này là. Vâng. Bên này nó cũng làm trong văn phòng cho thuê đấy. Chắc giờ của ta. Cái nền này là nền áo hoa luôn. Không, gạch. Bên gạch. À, gạch cái phần phòng này để cho nó sang trọng thì mình có được hòa. Cái này là người... chú nào hay là nhà nghỉ nào? Nhà nghỉ là. Cờ này không có khóa chú ở đây. Đấy, có ban công mà. Chắc chắn phải có ban công. Ban công to là khác luôn. Thoáng. Đúng rồi, đang tính toán chuẩn. Chuyên nghiệp ấy. Anh chỉ sợ đi tay không bắt giặc thôi. Đây là tầng 2. Tầng 3 giống nhau, không có gì thay đổi. Đi nó thoải mái, hành lang vì đất rộng mà em. Đất rộng 100 mét cơ mà. Giống nhau không có gì thay đổi đâu. Nhưng mà lên trên này mới hơn. Vì dưới là tầng 2. Nó là một bên phòng gần như là tiếp khách nữa nó ra. Mới hơn rất nhiều, sạch sẽ đẹp. Nhỏ này à? 8-7 kia.